cảm ơn khán giả giữ màn hình để xem phần 3 còn lại của chương trình phân tách thời sự của Vista TV phát sóng trên hệ thống 57.11 và Galaxy 19. Chúng tôi trở về tình hình ở Việt Nam, và nó cũng liên hệ tới lịch sử và liên hệ tới những người Việt, liên hệ tới Việt Nam Cộng Hòa, là mới đây cái hội nghị viện khoa học lịch sử, nói theo cái nghĩa trong nước đó là một cái viện lịch sử thôi, trung lịch sử thuộc về Huế và Thừa Thiên, đã có một cái hội thảo nói về đánh giá lại toàn bộ cái sự nghiệp của chú Nguyễn. Thì phải nói sở dĩ đánh giá lại toàn bộ sự nghiệp của chú Nguyễn là bởi vì người Cộng sản họ đã sổ toẹt hết, không có công nhận bất cứ cái gì của chú Nguyễn cả. Trong khi đó một dải đất từ Thuận Hóa trở vô Cà Mau là do chú Nguyễn, nói gì thì nói, nhắm con mắt cũng thấy là phải có chú Nguyễn, chứ không có thì không làm lên được. Thì như thế cho nên bây giờ mới đánh giá toàn bộ trước đây đó, thì chúng ta thấy là việc Cộng sản trong nước là còn rón rén đi từ chỗ này tới chỗ kia từng phần một để đánh giá. Ví dụ đánh giá về ông Phan Thanh Giản, đánh giá về ông Trương Vĩnh Ký, đánh giá về ví dụ như Võ Tấn và Ngô Tùng Châu, không coi Võ Tấn là một người có công, không xem Ngô Tùng Châu là một người có công. Thì bởi vì những người đó là công thần của chú Nguyễn, còn những cái người nào mà không bị triệt thì cũng không có nhắc tới, đường xá bị bỏ hết. Chỉ còn có một cái chỗ chúng ta thấy ở thành phố Sài Gòn là có cái nhà thương Từ Dụ là còn thôi. Ở Từ Dụ là tại vì bà đó là có công, và cái thành phố Sài Gòn họ kênh lên, họ không chấp nhận. Họ nói cái đó là cái nơi đó là nó đẻ ra biết bao nhiêu người là sinh ra ở thành phố Sài Gòn là mẹ tròn con vuông, cho nên họ không chấp nhận cho đổi. Thành ra có thể có, thành ra là giữ mãi tới giờ này chúng ta thấy. Thì phải nói giờ này là người Cộng sản là giới ở Huế, Huế thì có lẽ là cái trung tâm của chú Nguyễn, đánh giá toàn bộ lại cái lịch sử của chú Nguyễn từ lúc Nguyễn Hoàng vào Nam tới năm hồi năm 1558, khi Nguyễn Hoàng mà theo lời dặn của Trạng Trình, Hoành Sơn Nhất Đái Dạng Đại Dung Thân để mà trốn vào Nam, nó ở Đại Bờ Bắc thì bị ông Minh Rễ là Trịnh Kiểm chém rồi. Thì thế cho nên ông vô Nam lần lần rồi thì dựng nên cái sự nghiệp trong Nam. Dĩ nhiên là nó do nhiều điều kiện và phát triển qua tới Chàm rồi xuống tới Thủy Chân Lạp. Thủy Chân Lạp là Phù Nam, là kia là của cái đất mà Campuchia gọi là Khmer Krom đó. Thì chúng ta thấy là những cái chuyện đó nó là nên là một cái chuyện lịch sử. Chỉ có người Sài Gòn đó là dám đưa ông Nguyễn Hữu Cảnh lên để kỷ niệm 300 năm thành phố Sài Gòn. Chứ còn mấy người khác thì bắt thì họ không chấp nhận. Bởi vì nếu không có Nguyễn Hữu Cảnh thì làm gì có cái Sài Gòn đó để cho mấy ông đặt cái thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái điều đó hãy nói là bây giờ nói ra là cũng không được. Thì những câu chuyện như vậy là phải nói là không thể nào mà không làm được cả. Vì thế cho nên phải đánh giá lại là công tội phải rõ ràng. Đối với người Cộng sản đó, chúng ta là họ với khác nhau chúng ta. Nếu là chỉ cần làm một cái điều gì mà không đúng thì họ sổ hết những cái công lao của những người đó. Giống như ngay Đảng Viên Cộng sản mà có một cái điều sai thì họ tước hết hoàn toàn võ công, giống như phế võ công chứ không phải là phê bình cái chỗ đó thôi. Thì cái đó là cái cách loại ra của những người Cộng sản. Họ nói rất nhiều về Trương Vĩnh Ký nhưng mà cũng không trả lại cái trường Trương Vĩnh Ký. Cái tượng ông Trương Vĩnh Ký đó sau 75 là họ bẻ cái đầu đi liền ở đâu đó mình không biết. Ông Phan Thanh Giản cũng vậy. Tất cả những người đó là một cái công thần. Nếu mà ông Phan Thanh Giản mà đi sang bên Pháp để mà chuột ba tỉnh thất bại thì bị liệt như vậy, thì những cái người Cộng sản thất bại trong những cái chuyện đánh với Mỹ ở Mậu Thân hay là ở Huế thì ai chết ai sống. Tất cả những cái chuyện đó là một cái chuyện thì phải nói rằng là đó là một cái người Cộng sản họ chuyên môn, họ nói những cái điều như vậy. Thì bây giờ trở lại những cái công trình nghiên cứu của những cái 35 học giả gửi vô những cái bản nghiên cứu khoa học về lịch sử thì đều muốn đánh giá lại một cách triệt để cái công của nhà Nguyễn, chúa Nguyễn thôi chứ không có nói là vua Nguyễn. Chúa Nguyễn là những cái người. Nhà Nguyễn nó có hai phần, cái phần đầu là phần chúa, phần sau là vua, tức là 9 chúa, 13 vua. 13 vua là từ vua Gia Long cho tới vua Bảo Đại, và chúa là từ Nguyễn Hoàng tới Nguyễn Phúc Thuần. Tức là tất cả những cái chuyện đó đã nó làm nên cái lịch sử nước Việt Nam. Tức là không, nếu không có những người đó, lịch sử không thể bưng mấy ông chúa nó bỏ đi chỗ khác thì làm gì có cái đất cho
gọi là cộng sản mà cai trị như bây giờ. Chúng ta thấy nếu không có đó thì làm gì có cái đồng bằng sông Cửu Long mà mấy ông đi bán cá ba sa rồi bán gạo bán lúa ra ngoài. Thì đây là một cái điều rất là lý thú, chúng tôi rất là hãnh diện là thưa khoe với quý vị khán giả là chúng tôi đã viết một cái cuốn sách mới đây xuất bản, được đài truyền hình Vista TV là giới thiệu chúng tôi, được rất nhiều khán giả ủng hộ. Đó là chúng tôi viết cái Bảo Đại Diệu Hoàng Đế cuối cùng. Cái cuốn đó chúng tôi viết từ 9 chúa cho tới 13 vua trong Nam, và cái thành tựu của chúa Nguyễn là mở đất xuống tận tới Cà Mau, đào kinh Vĩnh Tế, và tất cả những cái đó là thành tựu của chúa Nguyễn. Chúng ta không có thể nói là nhắm mắt mà nói là chỉ có cộng sản mới có trên cái đất nước Việt Nam, mà những cái vua hùng, tất cả những cái người khác đều là đáng giết cả. Thì chúng ta nói trong lịch sử, nếu mà những cái người là chúng ta bắn vào những cái lịch sử bằng một cái viên súng nhỏ, súng sáo thôi, thì lịch sử sẽ bắn lại những người đó bằng cái đại bác. Và chúng tôi nghĩ cái đó là rõ ràng trong tương lai nhân dân Việt Nam, lịch sử Việt Nam sẽ bắn vào người cộng sản bằng cái đại bác, chứ không phải bắn vào cái súng nhỏ như cộng sản bắn lịch sử Việt Nam đâu, thưa khán giả, thưa anh Dương Huy. Vâng. Bất cứ ai mà học về lịch sử, mà gọi là lịch sử chính sử đó, sử được viết một cách là khách quan, thì không thể nào phủ nhận được cái công lao của nhà Nguyễn, của các triều, của các vua triều Nguyễn. Một cái cuộc mà mở mang đất nước một cách rất là bình yên tiệm tiến, không có dùng vũ khí, không có dùng quân đội, mà chiếm được cả một cái khoảng đất rất là lớn rộng ở miền Nam, đồng bằng sông Cửu Long, và bây giờ có thể nói rằng là nó làm cái vựa lúa cho cả đất nước Việt Nam, nuôi sống cả đất nước Việt Nam, chứ không phải là chỉ có một cái đồng bằng sông Hồng mà có thể nuôi được, nuôi ngoài Bắc chưa đủ nữa. Thì thưa quý khán giả, ở đây á, mà có hai cái lạ mà chúng ta thấy rằng là tạm gạt gác sang một bên cái chuyện mà công hay lao nhà Nguyễn, như thế giáo sư Trần Văn Chi cũng đã vừa phân tích rồi, thì chúng ta có thể nói đến là có hai cái lạ trong cái việc này của các nhà viết sử cộng sản hiện tại bây giờ đó. Thì ai cũng biết là những nhà viết sử cộng sản trước đây thì buộc phải theo cái sử quan Marxist, tức là coi như là những cái gì mà nó không có thể giải thích bằng cái nguyên nhân cộng sản, tức là những cái người vô sản đứng lên mà là gốc gác của tất cả mọi chuyện đó, thì đều bị gạt sang một bên và coi như là không phải là sử. Ở trong đó thì ông Phạm Văn Đồng, thủ tướng buôn năm của Cộng sản Việt Nam, cũng đã từng viết một cuốn sử chứ không phải không. Thì thưa quý khán giả, là có hai việc sự việc, là sự việc thứ nhất là vừa đây á, là người ta đã nói rằng là đã sửa cái chữ là Ngụy Quân Ngụy Quyền thành những Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là quân đội miền Nam Việt Nam. Thì người ta thấy là gạc nhiên và gây ra rất nhiều những cái vụ tranh cãi cho nên bây giờ vẫn chưa dứt. Rồi bây giờ lại nói đến phục dậy được cái công lao của nhà Nguyễn. Thì hai cái điều này á, thì theo chỗ chúng tôi nhìn á, thì nó có một cái lý do. Phải chăng là bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam đang ngấm ngầm để mà sửa soạn ra một cái hồ sơ. Cái hồ sơ đó nếu cần sẽ kiện lên tòa án quốc tế. Thì tất cả những cái này, thứ nhất là cái vấn đề mà nói là miền Nam trước đây là thuộc của Việt Nam Cộng Hòa, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và cái chế độ đó đã bị Cộng sản Tàu cướp một cái Hoàng Sa một cái trắng trợn qua một cái cuộc chiến tranh, thấy rõ ràng đó là ghi dấu trong lịch sử, và hai bên có mở ra một cuộc một trận chiến mà do là Hải quân Việt Nam đã đóng giữ cái quần đảo Hoàng Sa. Đó là một cái điểm mà gọi là lịch sử chứng minh được. Cái thứ hai nữa là ở trong cái phần này, nếu mà bây giờ mà phục hồi lại cái quyền hạn của chúa Nguyễn đó, thì người ta thấy là trong cái dòng lịch sử của cai trị của đất nước Việt Nam lúc đó đó, thì chúa Nguyễn đã có những cái đội quân đóng ở Hoàng Sa và đóng ở Trường Sa, tức là đưa quân ra, tức là cái chủ quyền, tức là đã có một cái chủ quyền đấy, mà cái chủ quyền đó là khi Pháp mà lấn chiếm được Việt Nam, Pháp đã xác nhận cái chủ quyền đó rồi. Thì phải chăng đó là những cái lý cớ để mà có thể mà làm một cái hồ sơ và đưa ra cái tòa án quốc tế trong tương lai chăng? Vâng, cũng hy vọng là dầu cái mục đích, cái phương tiện thì nó xấu, nhưng mục đích cuối cùng muốn lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa thì cũng mình thấy là cũng dễ chấp nhận được. Nhưng mà người Cộng sản làm cái gì là lợi dụng thôi. Giống như là gọi những người mà vượt biên ra ngoài là những cái người là
là tay sai liếm gót dài của đế quốc, thì giờ này nói là khúc ruột ngàn dặm. Nhưng mà khúc ruột đó ngàn dặm về Việt Nam. Rước về dày mồ. Thì bị tước đoạt tài sản hết trơn. Thành ra cái đó là khúc ruột đó là coi như là ruột thừa thôi, thưa khách giả, thưa anh Vy Quy. Vâng, bây giờ có một cái tin chót lên đến là chúng ta cũng nhớ rằng là một cái chiếc tàu mà một chiến hạm của Hoa Kỳ đang tiến gần sát với lại cái quần đảo Hoàng Sa, chỉ cách có 16 dặm mà thôi. Thì ở đây á, là thường thường Trung Quốc cũng nói rằng là những cái phần đất mà những cái đảo Tân Tạo đang cướp lại được của Việt Nam và các nước ở Á Châu, thì nói rằng là có một cái lãnh vực, có một cái hạn chế là 12 hải lý. Thì nếu mà tất cả các tàu khác đi vào thì phải xin phép Trung Quốc, hoặc là nếu mà không xin phép thì có thể bị Trung Quốc phản ứng. Đến nay thì tàu, một cái chuyến tàu USS Shafi này của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến vào đến 16, đi qua ngang qua là cách cái quần đảo Hoàng Sa là 16 dặm. Thì thưa quý khán giả, thì lập tức Trung Quốc đã cho một cái tàu hải chiến và có tên lửa dẫn đường và một cái trực thăng cũng như là một vài chiếc tàu hộ tống nữa đi bám sát theo đuôi chiếc tàu USS Chaffee này. Thì đối với Trung Quốc thì Trung Quốc tuyên bố rằng là đây là cái sự vi phạm khiêu khích trắng trợn của Hải quân Hoa Kỳ đối với lại Hải quân Trung Quốc, và Bộ Quốc phòng của Trung Quốc thì lên án rằng là cái sự khiêu khích đó, thì yêu cầu Hoa Kỳ phải ngưng ngay lập tức, không nên kéo dài những cái chuyện như thế này. Xin lỗi quý vị. Về phía Hoa Kỳ thì cho biết rằng là theo như một cái hãng tin của Hoa Kỳ, hãng tin Reuters, thì cho biết rằng là cái chuyến hải hành này của tàu USS Chaffee là vẫn nằm ngoài, và cái thứ hai là không có đụng chạm gì đến, nếu thí dụ chúng ta giả thiết rằng là Trung Quốc có cái quyền hạn 12 hải lý thì tàu này vẫn là nằm ngoài 16 hải lý, tức là vẫn đi trong một cái chuyến tàu thanh sát thường xuyên về cái hải trình quốc tế ở Biển Đông. Thì đây là một cái chuyện mà hợp lý, Trung Quốc có lên án lên tiếng gì chăng nữa thì cũng không thể nào mà có một cái lý do căn bản vững chắc về pháp luật quốc tế được. Ở đây chúng ta biết rằng là cái quần đảo Hoàng Sa là một cái quần đảo mà Trung Quốc đã cướp của Việt Nam, và hiện tại bây giờ Việt Nam còn trấn giữ, Cộng sản, Hải quân của Cộng sản Việt Nam còn trấn giữ một số các đảo nhỏ ở trong cái quần đảo Trường Sa đó. Và vì thế cho nên người ta đang lo ngại rằng là nếu trong một ngày đẹp trời nào đó Trung Quốc sẽ xua quân chiếm nốt tất cả những cái đảo đó và gạt phát Anh Việt Nam ra khỏi cái quần đảo Hoàng Sa. Ở đây thì Việt Nam đã nhiều lần nói rằng là tàu của Hải quân Hoa Kỳ hoặc bất cứ nước nào mà đi qua quần đảo Hoàng Sa đó thì xin cứ tự nhiên, chúng tôi nói rằng là đây là một cái quần đảo, chưa phải là một cái phần đất liền, hoặc là chưa phải là một cái đảo, cho nên là không có cái ước lệ là 12 hải lý hay bao nhiêu hải lý, và tất cả các tàu bè của quốc tế đi qua đó không cần phải xin phép ai cả. Và nhưng mà với Trung Quốc ấy, thì ở đây Trung Quốc đã đặt những cái hệ thống quân sự tại quần đảo Hoàng Sa rồi, cho nên Trung Quốc e ngại là những chuyến thám sát của Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật mà Trung Quốc còn đang cố gắng giữ. Đây lại là một cái thách thức nữa, nhưng mà như mà có bản tin đầu tiên mà anh em chúng tôi đề cập tới, thì theo như là một nhà quan sát cho biết, phê phán rằng là các cuộc tuần tra đó, cho dù có ấn định là thời hạn chắc chắn là bao nhiêu lâu sẽ đi qua một lần, nhưng mà vẫn là chưa đủ. Và chúng tôi có để nhận xét khác là chưa đủ thì thế nào mới là đủ. Và hiện tại bây giờ Hoa Kỳ còn đang vướng mắc rất nhiều vấn đề với lại Trung Quốc, chưa thể nào có được những cái biện pháp mạnh tay hơn nữa. Và chắc chắn là chính phủ Hoa Kỳ cũng có một cái làn danh đỏ trong cái việc đối xử với Hoa Kỳ ở Biển Đông. Rõ ràng là mình thấy là càng ngày chứng tỏ rằng Hoa Kỳ tuần tra Biển Đông chưa đủ. Kỳ trước 12 hải lý, nhưng mà kỳ này ổng lại giang ra 16 hải lý. Thì phải rằng Hoa Kỳ có một cái chính sách hai mặt, là vừa vuốt vừa lừa vừa đánh đối với Trung Quốc, là tại vì Hoa Kỳ cứ nói rằng là Trung Quốc là thao túng tiền tệ hoài, nhưng mà đâu có đụng tới đâu, cứ nói lần lần, tại vì còn kẹt cái vấn đề là hai bên hứa hẹn với nhau về Bắc Hàn thì chưa biết ra làm sao, cho nên cứ đi ra 12 rồi tới 16 hải lý, rồi cứ gia giảng như thế là
giống như là một cái cặp tình nhân mà đi gần thì không có mà càng đi xa thì có điều đó chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà để xem coi như đây tới tháng 11 cái hội nghị APEC, ông Donald Trump tới Đà Nẵng thì ông có đi tàu vô gần đó hay không, hoặc là có xuống cái sân bay để mà đặt Cam Ranh để mà thăm cái hạm đội Hoa Kỳ hay không, thì cái đó là mình xem. Bởi vì Hoa Kỳ hiện giờ đi cái chính sách hai mặt thì làm cho người ta thấy là Hoa Kỳ hơi chập chờn, cho nên chúng ta thấy là cái nói rằng tuần tra của Hoa Kỳ chưa đủ là lý do như vậy, thì Hoa Kỳ có lý do để mà chập chờn trong cái Biển Đông. Thưa khán giả, chúng tôi tiếc là không còn thời giờ, chúng tôi sẽ hẹn tái ngộ vào lần sau.